Ngày 3 tháng 8, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Đồng Trung, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ cháy khiến một người phụ nữ bị thương nặng. Điều đặc biệt là đối tượng gây ra sự việc với nạn nhân có quan hệ mẹ con. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do mâu thuẫn gia đình. Theo thông tin ban đầu, sự việc xảy ra vào khoảng 15 giờ 30 phút chiều 3 tháng 8. Do xin tiền mẹ nhưng không được cho, Trần Tú Anh, sinh năm 1994, chú tại xã Đồng Trung, huyện Thanh Thủy, Phú Thọ, đã dùng xăng đốt nhà. Lúc đó, bà Nguyễn Thị Ca, mẹ của Tú Anh ở trong nhà nhưng không bỏ chạy, nên bị bỏng nặng phải đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Thanh Thủy, sau đó chuyển đi viện bỏng điều trị. Ủy ban nhân dân xã Đồng Trung, nơi đối tượng ở cho hay, Trần Tú Anh nghiện ma túy, có vợ nhưng đã ly hôn từ trước đó. Hôm xảy ra vụ cháy, mọi người đã đưa hai con nhỏ của Tú Anh sang nhà hàng xóm lánh tạm. Ngay trong chiều mùng 3 tháng 8, Trần Tú Anh đã bị công an huyện Thanh Thủy bắt giữ để điều tra. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.